Đây các bác. Cô kẹp xuống tay ạ. Hai anh em mình đang đi bẫy nhá. Sáng này là cái video là anh em mình đã đi bẫy, có sản phẩm rồi, có kết quả rồi, và rồi thì mình đi tiếp. Đấy, bà con đang đi làm, đang đi trồng ngô, còn anh em mình thì là đi lên rừng rồi nhất đấy. Rất là cao nhá anh em nhá. Đấy, thợ rừng đấy. Tí nữa vào tay. Quả gì? Ai nói như thế này? Chắc là biết thì gì? Biết tác dụng của nó thì comment nhé. Em hái đi. Oh,
Ôi con tôm thái dạ lóc. Đây có một ông bẫy ở trong này. Đây. Anh em nhìn này, phân đây này. Đấy. Phân của nó đây. Đây nữa này. Phân nó rất nhiều này. Nhiều vô kể luôn. Con này là bị vào mồm mẹ, bị vào mồm á? Ừ. Thế chết chưa? Chắc chưa. Giống con sóc hôm qua mình bẫy ở đây. Giống thịt con đấy. Ừ, con này to hơn. Ôi, phải dính đúng cái mồm mõm ạ. Ôi, con này béo hơn. Con này sóc được cái sóc cái. Con này sóc cái. Sóc cái á? Ừ, con không còn là sóc đực. Dính phàm mồm thế nhỉ? Con này béo. Đâu? Ờ. Đây các bạn. Ô kẹp trúng tay ạ. Chưa chết nhỉ? Thêm một cái cây. Nó không cắn đâu mà. Rồi bắt thôi. Chuẩn chuột rừng đấy. Chuột rừng cái bụng nó trắng trắng ấy. Đây này, quay được chưa? Quá đẹp. To nhỉ. Thôi hôm nay thành quả thế thôi. Đi về đây các bác.